giáo sư Patrick Fleming, trưởng khoa chỉnh nha tại trường Đại học Trinity College Dublin, đại học tại Ireland. Nguyên giáo sư cố vấn chuyên môn và trưởng nhóm đào tạo sau đại học về chỉnh nha tại Viện Nha khoa của Đại học Queen Mary London. Giáo sư còn làm phó biên tập của nhiều tạp chí và đạt nhiều giải thưởng trong suốt quá trình làm việc. Tham gia khóa học điều trị chỉnh nha dựa trên kiến thức nền tảng và bằng chứng khoa học do giáo sư Patrick Fleming đào tạo, quý bác sĩ sẽ được cập nhật các kiến thức. Lập kế hoạch điều trị cá thể hóa, điều trị sai khớp cắn hạng 2, quản lý neo chặn với khí cụ neo chặn tạm thời, phối hợp chỉnh nha và nha chu, chỉnh nha can thiệp, thực hành giai đoạn điều trị kết thúc, tinh chỉnh và giai đoạn duy trì. Đăng ký đặt lịch ngay với chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Đăng ký trước ngày 1 tháng 11 năm 2024, giảm trực tiếp 2 triệu đồng. Đăng ký nhóm 3 người trở lên, giảm thêm 5%. Tặng voucher 1 triệu đồng khi đăng ký cọc ngay tại hội nghị. Gọi ngay hotline, nhận liền ưu đãi.